Đêm hôm qua rằm tháng 8 nhưng thành phố Hồ Chí Minh không có cơ hội ngắm trăng bởi một cơn mưa kéo dài rải rác ở nhiều khu vực trong thành phố. Dù thời tiết có đôi chút khó chịu nhưng các em bé đang nằm điều trị tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh vẫn có những giây phút vui đùa thoải mái hơn mọi ngày, thậm chí là hát hò suốt nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều cháu bé đến muộn vẫn được các anh chị tình nguyện viên cho bày mâm cỗ và phá cỗ để không một bệnh nhi nào phải tủi thân vì thiệt thòi. Ghi nhận của phóng viên chương trình trong đêm Trung thu tại khoa Nội Bài. Quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại khoa Nội Ba của bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà các bệnh nhi nhỏ tuổi đang điều trị căn bệnh nan y. Tuy nhiên xung quanh chúng tôi thì rất là rực rỡ, tạo ra những hình ảnh này chính là nhóm tình nguyện ước mơ của Thúy. Bên cạnh tôi lúc này là nhà báo Tố Anh của báo Tuổi Trẻ, một trong những người đầu tiên cho chương trình ước mơ của Thúy. Thưa chị, ngày hôm nay thì không biết là các bé ở bệnh viện Ung bướu đã được chơi đùa như thế nào rồi? Ôi, các bé rất là vui, vui lắm. Các bé không chỉ gặp một chị Hằng, một chú Cụi, mà chương trình đem tới cho các bé như thế là có tới 10 chị, 10 chú Cụi, 10 chị Hằng. Không chỉ ở trên cái phòng sinh hoạt chung mà từng bé ở trên giường bệnh yếu không thể bước xuống giường vẫn có thể được thụ hưởng cái mùa Trung thu năm nay, rất là vui. Và đó là những giây phút mà các em bé được tạm quên đi nhờ những cái nỗi đau của mình. Trong không gian Trung thu rất là rực rỡ như thế này thì không những bé là người rất là vui vẻ đâu ạ, mà chính người mẹ lại là người rất là có nhiều cảm xúc. Chị ơi, hôm nay thấy bé vui đùa như vậy thì khác hẳn những ngày thường đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Bé hôm nay bé thấy bé rất là vui. Nhiều khi vô thuốc vật vả đồ, bé nằm trong phòng. Hôm nay thì qua lớp học thì bé lúc nào bé cũng cười tươi. Bé nói bé thích Trung thu có lồng đèn, có chú Cụi, là chị Hằng nghe. Đứa nào cũng vui được phát lồng đèn Trung thu. Chị có định sẽ dẫn để rước đèn không? Dạ, tại vì bé em là nó ở trên đây bác sĩ không có cho đi lại nhiều. Nên cũng cho trong phòng chơi lên mấy bạn chồng. Ngày hôm nay thì bé vui chơi Trung thu như thế này thì không biết có ảnh hưởng đến cái việc truyền nước không? Nói chung thì nó cũng có, nhưng mà vui quá cho nên là cho đi luôn. Có. Con tên gì nhỉ? Yến. Cho đi ngủ một chút, không ngủ được luôn, đi luôn. Không ngủ trưa luôn. Đòi qua đây. Ăn xong là đòi qua luôn. Bé có biết biết tại sao hôm nay mình được vui chơi nhiều thế không cơ? Có nói là bữa nay Trung thu, bữa nay mới ăn Tết ở đây là Tết Trung thu đầu tiên. Trung thu nước đèn đi chơi, đem nước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, đem múa ca trên anh chẳng lành, đèn ông sao với đèn ca tre, đèn thiên nga với đèn phương vương, em nước đèn này đến cung tranh, đèn xanh lờ với đèn tim tim, đèn xanh lam với đèn trắng trắng, trong ánh đèn được Thank you.